giúp em. Để vào đi. Trời ơi, em có thấy em thở như chó à? Để vào nhà xem nào. Dạ. Trời ơi. Okay. Hẳn một thùng luôn cả. Một thùng thôi, còn những thùng khác ở dưới. Để quay video thôi. Ờ, bây giờ bóc ra đi. Ý, buồn. Úi giời ơi, buồn bị cãi nông rồi. Ôi, kia. Ôi, hello, hello các bạn nhé. Rồi. Rồi. Bóc thùng ra đi. Bởi vì ốc là con gái nên ốc sẽ dùng cái kéo màu hồng để cắt cái thùng này. Rất là nhiều đồ. Nhưng mà chỉ đo lên được một thùng thôi. Bởi vì ốc rất là yếu đuối và anh Bê Quy Thành thì rất lười. Đó. Úi giời. Để trong này nữa, trong này nữa. Cắt ở đây nữa. Ui chà. Ui da. Ok. Ok. Đố các bạn biết ở trong này có cái gì đây? Các bạn không biết đâu. Dấu. Dấu cái gì? Mở đi, mở đi, mở luôn đi. Mở luôn nhá. Ok. Đây là một thùng hàng có một số vũ khí mới của bọn mình vừa đi về đó. Uầy. Đây là sticker nè. Đấy, các bạn nào mà mua hàng thì sẽ được mình tặng cái sticker. Đúng rồi, những cái sticker này để tặng cho những bạn nào mua hàng của anh Quy Thành đấy. Yeah. Ok. Thì đây là hai cái súng ngắn. Chi. Hai súng ngắn bắn. Rồi xem còn gì nữa. U. Hai chiếc cúp vàng nè. Các bạn thấy không? Wow. Wow. Rất là xịn luôn nha các bạn. Bun bun cũng ra hóng kìa. Đấy, bun đang hóng rồi, mình sẽ bóc thử một cái cho các bạn xem nhá. Mùi đồ mới không ạ? Ok. Chất liệu bằng xốp nha các bạn nha. Và ở giữa cái que ở giữa cái cán này nó có một cái que sắt ở bên trong ạ, rất là cứng, các bạn không bao giờ cầm mà sợ nó bị vẩy 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 hai bên đâu, rất là cứng luôn. Yeah. Yeah. Gì đấy hả ốc? Đây xem vào, đây xem. Đây, bằng xốp luôn nha. Bằng xốp này rất là an toàn nha các bạn. Và nhẹ nữa. Nhẹ lắm, nhẹ lắm. Tiếp theo, vẫn là cúp anh ơi, nhưng mà là cúp đá. Cúp đá cơ à? Cúp đá đấy, đây này. À, xịn ghê. Ui. 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 Bọn mình lần này nhập rất là nhiều vũ khí các bạn nhé. Nhớ đặt hàng đi, kiểu sắp đến Noel rồi. Đó. Yeah. Đấy, các bạn có thể chơi cùng bạn bè với những cái đồ chơi như thế này. Rồi xem còn gì nữa không? Để ra bên mé đi. Ui. Ui. Nhiều đồ kim cương quá các bạn ơi. Đây là những chiếc rìu kim cương. Đây là rìu đó. Đây. Đó, rìu kim cương nè. Ui nhiều lắm các bạn ơi, nhiều lắm. Nhiều rìu. Ui, còn đây là kiếm kim cương. Các bạn ơi, kiếm kim cương trong truyền thuyết. Wow, thanh kiếm kim cương này thì rất là xịn đấy các bạn ạ. Đó, giống như thật luôn. Ôi, kiếm vàng nè. Đấy, bạn nào thích kiếm vàng cũng có kiếm vàng luôn nhé. Yeah. Ui, kiếm vàng này. Một cái số sticker nữa. Rất là xinh. Để bên này. Ui, kiếm vàng luôn. Trời ơi, quá trời. Ui, em lấy nhá. Lấy hết từ này nhá. Khỏi anh Nguyên Thành khỏi cần bán hàng nữa luôn. Ốc mua hết. Ốc treo rồi. Ui, lần này quá trời đồ kim cương luôn nè. Các bạn nào mà là thích đồ kim cương á, là có đủ combo luôn á. Cả cúp nè, cả rìu. Còn ở đây là... Xịn quá. Wow. Toàn là cúp kiếm luôn các bạn ạ. Ui, trời ơi. Còn gì nữa không ốc? Để em xem nào. Ui, kiếm đá. Ui, anh ơi, cho các bạn xem đi nè. Các bạn ơi, kiếm đá này cũng rất là xịn luôn nha. Đấy. Cái này thì nó gần như là anh thấy nó giống kiếm sắt nữa. Để em bóc cho anh quay cho các bạn xem kìa. Cái bóng nó bị bóng đó. Xịn thật sự luôn các bạn ạ. Ý, để chị ốc bóc nha. Ui, được đấy nhở. Quá được luôn á. Ui, ui. Thật sự là nó rất là cầm thì rất là mềm và thoải mái, nhưng mà nó không hề mềm đâu, và nó có trục khép ở bên trong này, nên là các bạn không bao giờ sợ gãy. Dạ, bên này anh đừng có bảo láo với ốc nhá, ốc sẽ xẻo anh luôn đấy. À, cầm thử đi cho các bạn xem. Đâu ạ? Đấy. Ui, cảm giác cầm cũng rất là êm tay các bạn. Wow.
Ấy, ừ, rồi bây giờ nhá, quả. Mình sẽ mua cả một cái kiếm vàng, cả một cái kiếm kim cương và cả một cái kiếm đá luôn. Mua combo 3 kiếm luôn. Đâu, xem nào. Đây. Giờ đây, đúng rồi. Wow, trông chị ông ngầu thế. Ngầu lắm, chị ông ngầu như bà bầu luôn. Đây chị ốc. Bun 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 bun. Bun 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 bun. À, bun. Bun. Ia. Bun, ngồi đây bán hàng đi. Đấy, có bạn nào mua chú mèo này không? Đen xì luôn. Đen lắm đấy. À. À. Bun cầm kiếm đi. Ia. Ia 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 ia. Ui bun rơi. Ui, đây là bun nhé. Chào các bạn. Bọn mình sắp tới sẽ làm vlog về bun nữa các bạn.